Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô, công tác trồng bần, cảnh quan môi trường năm 2023. Từ đầu năm đến nay, huyện Thới Lai trồng 3.000 cây bần dọc theo các tuyến kênh rạch trọng điểm như tuyến rạch Dàm Đinh, tuyến kênh Trăm Bầu, tuyến kênh Hào Ngọ. Tính đến nay có 12.450 cây bần được trồng với tổng chiều dài 35.100m, kinh phí trên 31 triệu đồng. Số lượng hoa kiểng các loại được trồng trên 35.000 cây. Các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc vệ sinh chăm sóc cảnh quan môi trường, triển khai nhân rộng các mô hình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp. Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai giao các ban ngành đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện chiến dịch.